Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây đang khá là nóng nực. Nhiệt độ ngoài đường đo được khoảng trên dưới 50 độ C. Và đứng ngay cạnh tôi đây cũng là một chiếc xe nóng bỏng không hề kém, chiếc Kawasaki Ninja 650. Chiếc xe này thì không chỉ nóng bỏng ở cái phần thiết kế, như các bạn có thể nhìn thấy đây là nó rất quyến rũ, nó rất là mạnh mẽ. Nó còn nóng bỏng ở cái mức giá mà chiếc xe này sở hữu. Thì đây là phiên bản 2018, một chiếc xe đã qua sử dụng và đang được Kawasaki Việt Nam chào bán là 160 triệu. Còn giá một chiếc xe mới 2020 là 192, 193 triệu gì đó, tôi cũng không nhớ chính xác lắm. Ở thời điểm hiện tại, có thể được xem là cái khoảng thời gian dễ tiếp cận nhất những mẫu xe phân khối lớn dành cho anh em ở tại Việt Nam. Trước đây thì với 160 triệu hoặc thậm chí là 190 triệu thì anh em đào đâu ra được một chiếc xe nó với thể tích xi lanh như thế này, với ngoại hình như thế này mà lại từ Nhật Bản. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem chiếc Ninja 650 2018 này nó có cái gì đặc biệt và thú vị. Let's go. Kawasaki Ninja 650 cũng có thể được xem là một phiên bản sport hóa của chiếc Z650. Chiếc xe anh em với chiếc xe này, chúng ta sẽ chỉ có sự thay đổi ở cái phần kiểu dáng, nó mang đặc trưng kiểu của sport, nhưng mà đây lại là Sport City, tức là những cái dòng xe sport đi dành cho đô thị. Nhìn chung thì thiết kế tổng thể của chiếc Ninja 650 này nó vẫn mang tới một cái nhìn nó rất là mạnh mẽ, nó rất là đầu gấu và có gì đó rất là máu chiến theo đúng cái kiểu tinh thần nhà Kawasaki. Ở phần đầu xe thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy là những cái thiết kế rất đặc trưng như cái cụm đèn đôi chúc về phía trước và nó mang khá nhiều âm hưởng của chiếc ZX10R. Với cá nhân tôi thì cái phần đầu xe của chiếc Ninja 650 này nó còn mang tới cái nhìn hầm hố rất nhiều so với Ninja 300 và 400. Ngoài ra về thiết kế thì chúng ta cũng có thể để ý là cái cụm đèn xi nhan của chiếc xe này này nó được hạ thấp xuống và gắn trực tiếp vào cái phần yếm chắn gió ở phần thân xe, thay vì để ở trên gương hoặc là lồi thêm một cái thanh xi nhan thường thấy. Thì cái thiết kế này nó mang tới cái sự tiện dụng và nhất là an toàn. Chúng ta sẽ không cần phải lo là bị bẻ hay là bị va quệt vào đâu, nó bị gãy, bị chảy xước cả. Về trang bị thì trên mẫu xe này chúng ta vẫn sẽ có một số những cái trang bị có thể kể tới, như là phần đầu xe với cái cặp phuộc phía trước là dạng ống lồng. Hơi tiếc một chút vì nếu đây là trang bị phuộc upside down thì tôi nghĩ là nó sẽ hoàn hảo hơn. Ở phía bên dưới chúng ta vẫn sẽ có một cái trang bị là cặp mâm 17 inch cho hai bánh trước và bánh sau, với lốp trước là 120/70 và lốp sau là 160/60. Trang bị an toàn thì chúng ta sẽ có ở phía trước là cặp phanh đĩa đôi hình răng cưa với cái đường kính phanh là 300mm, còn ở phía sau chỉ là phanh đơn với đường kính khoảng 220mm thôi. Còn về phanh chúng ta sẽ vẫn có phanh ABS ở hai kênh, và phía trước là cùng phanh Nissin với hai piston, ở phía sau sẽ là một piston, tất cả đều là phanh đĩa. Thế còn ở phần thân xe thì sao? Ở phần thân thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bộ khung hợp kim nhôm, nó gần như là tương đồng với chiếc Z650, chiếc xe anh em của chiếc Ninja 650 này. Ngoài ra thì về cái thiết kế ở cái phần thân xe thì như anh em có thể nhìn thấy là nó có một cái khoang động cơ rất đẹp, nó mang tới cái cảm giác gì đó rất là mịn màng và thuận mắt. Bằng chứng là tất cả mọi thứ đều được sơn đen, một lớp sơn rất là huyền bí, kết hợp với đó là cái phần nhựa ốp chắn bao ngoài, nó thực sự là tạo nên một cái dễ chịu khi chúng ta nhìn vào. Còn ở trên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái bình xăng đặc trưng của gia đình Kawasaki, nó lồi hẳn lên, nó to, và cái dung tích của cái bình xăng này là 15 lít. Cái thiết kế của nó thì cũng hơi có gì đó lõm lõm ở phía giữa này, và ở hai bên thì nó lại khá là cơ bắp với những cái đường gân. Nếu nhìn một cách trực diện từ phía người lái thì cái bình xăng này nó cũng sẽ mang tới một cảm giác nó rất là thuận mắt. Còn ở phần thân thì rõ ràng nó rất cơ bắp và mạnh mẽ, có chút gì đó rất là đầu gấu như tôi đã chia sẻ lúc đầu. Về phần yên xe thì chúng ta sẽ có một bộ yên 2 tầng riêng biệt theo đúng cái kiểu xe sport. Và cái yên phía trước có cái chiều cao là 790mm từ yên cho đến mặt đất. Thực tế thì sau một thời gian sử dụng thì tôi đánh giá cái phần yên này nó sẽ phù hợp với những anh em nào có chiều cao tương đối một chút, khoảng 1m70. Thì đi chiếc xe này tôi nghĩ là sẽ thoải mái, không cần phải quá kiễng. Còn với những anh em nào có chiều cao hạn chế hơn thì có thể cân nhắc về chiếc xe này vì nó cũng không được thấp cho lắm. Tiếp xuống ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bộ ống xả, nó được đặt
xuống hẳn dưới sàn xe. Thay vì được đặt ngang ở bên hông như chúng ta thường thấy, thì cái việc đặt ống xả thấp như thế này ấy, thì cũng có rất nhiều các ý kiến trái chiều khác nhau. Thì cũng có những anh em cho rằng để ống xả ở đây nó không đẹp mắt, nó không cân đối, nó không phô diễn được những cái gọi là khỏe khoắn của một cái phần mà rất quan trọng cho một chiếc xe. Nhưng mà cũng có nhiều quan điểm lại cho rằng là cái việc đặt ống xả ở đây ấy, nó sẽ mang tới nhiều lợi ích, ví dụ như là tiết kiệm không gian ở phần thân xe, hoặc là nó giúp cho người ngồi phía sau hoặc người lái cũng có cái phần cảm giác nó dễ chịu hơn, không bị nóng khi cái ống xả này làm việc quá nhiệt độ. Ngoài ra những chi tiết nhỏ nhỏ cũng có thể kể tới, ví dụ như cái phần đèn hậu này, chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó tương đồng so với cả chiếc Z650 hoặc là Z900. Nó rất là giống cái hình thiết kế hình chữ X. Và cái gắp đằng sau, cái phần chắn biển nó được thiết kế cũng khá là cầu kỳ. Với cá nhân mình thì nó hài hòa và nó phù hợp với cả tổng thể cái chiếc xe này. Một vài những chi tiết tiếp theo suýt nữa mình quên không kể với các bạn, đó nhất là về phần cân nặng của chiếc xe này. Ninja 650 thì nặng tổng thể là khoảng 194 cân. Với cá nhân mình sau một thời gian sử dụng thì mình thấy chiếc xe này nó cũng không quá là nặng. Nó mang tới một cái cảm giác khá là đầm, nó vừa phải so với một cái thân hình đồ sộ như thế này. Ngoài ra thì ở phần đầu xe chúng ta sẽ có một cái kính chắn gió bằng nhựa và có thể điều chỉnh chiều cao thấp bằng các con ốc ở đây. Còn về phần đồng hồ, chúng ta sẽ có một cái cụm đồng hồ analog pha với cả màn hình. Thì cái màn hình này là màn hình đơn sắc, nó sẽ không hiển thị quá nhiều những cái gì đó nó đẹp mắt cho chúng ta đâu, nhưng nó hiển thị đầy đủ các thông tin mà chúng ta cần. Còn ở trên phiên bản 2020 thì chúng ta sẽ có một cái màn hình full LCD, nó hiện đại hơn. Còn với mình thì cái màn hình này nó vẫn hiển thị rất là đầy đủ các thông tin mà chúng ta cần, và cái thiết kế của nó cũng khá là thể thao. Ngoài ra về các cái hoàn thiện của chiếc xe này thì mình nhìn chung mình đánh giá là tốt. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trên phần tay nắm thì cũng có một cái nút đèn hazard, cái đèn cảnh báo nguy hiểm, và nút vượt bất sinh. Cái nút này cũng khá là quan trọng này, vì trên nhiều mẫu xe thì lại thiết kế cái nút vượt này ở cái phần bật đèn công tắc này này. Nó sẽ hơi bất tiện một chút, nó sẽ không hay bằng cái kiểu đèn bất sinh để trên tay lái như thế này. Còn về phần động cơ thì sao? Trên Ninja 650 chúng ta sẽ có cái trang bị động cơ là DOHC 2 xi lanh 2 máy. Với cái dung tích xi lanh là 649cc, cho ra công suất là 67 mã lực và 65,7 Nm moment xoắn. Ngoài ra chúng ta sẽ có cái trang bị là hộp số 6 cấp có ly hợp chống trượt. Lúc đầu khi mới cầm lái chiếc xe này thì mình nghĩ là cái động cơ 2 xi lanh thì nó sẽ cho ra cái cảm giác như cái nước đề ba nhức đầu ấy, nó sẽ nhồng, nó sẽ có gì thì nó hơi hỗn một chút. Tuy nhiên thì với cái khối động cơ này thì mình lại thấy nó khá là hiền. Các bạn sẽ có một cái khối động cơ vận hành khá là mượt mà, và nó tăng tốc cũng rất là vừa phải, nó không quá là bị đột ngột, nó cũng không quá chậm. Ở cái mức vừa phải, mình nghĩ với 650 phân khối và 2 xi lanh như thế để đi trong phố thì mình nghĩ như thế là hợp lý. Ngoài ra thì về phần tư thế ngồi đi, như mình đã chia sẻ lúc đầu thì đây là một chiếc xe thuộc phân khúc Sport City. Do đó cái phần ghi đông của chiếc xe này nó sẽ không được thấp như những chiếc xe thuần sport, hoặc nó cũng không quá cao như những chiếc xe của Naked. Thì cái phần ghi đông này nó cũng tương tự như là chiếc Z650. Các bạn sẽ có một chiếc xe với cái ngoại hình đậm chất thể thao. Tuy nhiên khi trực tiếp cầm lái chiếc xe này ở trên những con phố thì bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không bị mỏi. Những cái chiếc xe thuần sport ấy, thì thường khi lái chúng ta sẽ bị trũng quá nhiều người về phía trước nên là rất là mệt. Với cá nhân mình thì là như vậy. Còn việc cầm lái chiếc xe này thì mình nghĩ là nó hợp lý ở trong phố với cái kiểu thiết kế ghi đông cao như thế này. Ngoài ra thì về phần hộp số thì mình vẫn luôn luôn giữ cái quan điểm là Kawasaki họ có những cái hộp số thực sự là rất là mượt. Trên chiếc xe này thì là hộp số 6 cấp, và cái cách nó chuyển số ấy, nó cũng rất là linh hoạt, và nó sẽ không mang tới cho bạn một cái cảm giác gì đó là nó bị gắt hay nó bị giật, và nó rất là mượt. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ thử bật tiếng bô của chiếc xe này cho các bạn nghe thử. Như các bạn có thể vừa nghe thấy thì bản thân trên chiếc xe này đã được chủ nhân mở phần bô ra. Do đó cái âm thanh của nó có phần đanh hơn so với bô nguyên bản.
Tuy nhiên thì với quan điểm của cá nhân mình, cái quan điểm chủ quan của mình thì mình vẫn chưa thực sự là hài lòng với cái phần bô này cho lắm. Nếu mà mình mua chiếc xe này mình sẽ phải độ lại chiếc bô cho nó có những cái âm thanh nó thực sự là uy lực hơn so với cả cái phần bô nguyên bản. Về phần tiếng máy thì nó rất là êm, gần như chúng ta sẽ không nghe thấy gì đâu. Về cái cảm nhận của cái phần phuộc với mình thì mình nghĩ nó là ở cái mức ổn. Với một chiếc xe kiểu dạng sport như chiếc Ninja 650, anh em sẽ không thể nào mà đòi hỏi một chiếc xe nó êm được, chắc chắn là như vậy. Các cái dao động được xử lý cũng rất là gọn gàng, nhưng nó sẽ vẫn tác động vào người lái, chúng ta sẽ vẫn cảm nhận được cái bề mặt đường. Tuy nhiên những cái này thì vẫn ở mức chấp nhận được với một chiếc xe kiểu sport như Ninja 650. Ngoài những cái ưu điểm mà mình vừa kể thì một vài những cái điểm mình nghĩ nó là một cái điểm trừ ở trên 650 Ninja, đó chính là cái phần động cơ này, cái tản nhiệt của nó khá là kém. Nó sẽ gây cho bạn cái cảm giác hơi khó chịu ở cái phần mắt cá chân khi sử dụng một thời gian dài. Ngoài ra thì ở cái phần phanh trước này nó hơi cứng. Mình đánh giá rất cao cái phần phanh sau, nó hoạt động rất là hiệu quả và êm. Còn ở phía trước không phải là không hiệu quả, nhưng nó hơi cứng và nó sẽ đôi khi được khiến chúng ta cảm giác nếu khi bóp hơi quá một tí thì nó sẽ bị chồm về phía trước hơi nhiều. Vậy thôi, đó là những cái cảm nhận của mình về chiếc xe này sau một thời gian sử dụng. Còn các bạn thấy sao về chiếc xe này? Với 160 triệu, một chiếc xe 2018, 4.000 cây, hoặc là 193 triệu, một chiếc xe mới với một số những cái trang bị nâng cấp, thì các bạn có lựa chọn chiếc xe này không? Hãy để lại comment để chúng mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại.